Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bác Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình cũng như là bán nhà quận 12 nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà góc hai mặt tiền đường thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình thì với diện tích ngang 4,5m, độ dài là 13m và được xây dựng với kết cấu là một trệt 3 lầu với hướng chính là hướng chính đông, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và với một căn nhà làm theo kiểu cổ điển có hai lớp mái thái trên cùng này đấy, mặt tiền theo kiểu cổ điển luôn, một căn nhà xây mới hoàn toàn vào tháng 10 năm 2019 nha. Đây, rất đẹp và làm cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, chúng ta cùng Hưng di chuyển sang khu vực góc bên này để xem con hông mặt tiền bên hông của nhà mình. Một căn nhà giá rất mềm, ngang 4,5m, dài tới 13m và giá chỉ có 5.450.000.000 thôi. Đây, mặt tiền bên hông này có chỗ cửa sổ ra bên hông rất đẹp. Và dưới thì chúng ta sẽ có một bộ cổng bằng sắt. Con hẻm bên hông rộng 4m, có thể đậu xe hơi bên hông được. Lát gạch luôn, rất sạch sẽ. Bên trong còn có khoảng tầm 5 căn nhà bên trong nữa. Và con hẻm trước nhà mình rộng 6m nha cả nhà. Nếu mà tính cả cái vỉa hè nữa thì nó rộng tới 7m đấy. Rộng 6m, hẻm nhựa, một trục đường Phạm Văn Chiêu. Cách trục đường Phạm Văn Chiêu khoảng tầm 30m đi bộ thôi. Rất phù hợp với cho nhà mình mua để ở và mở văn phòng công ty. Một căn nhà giá cực thơm luôn nha cả nhà. Đấy, ra phía ngoài đó là trục đường Phạm Văn Chiêu ngay phía công ty may Huy Phong luôn. Đây, chúng ta cùng Hưng di chuyển vào khu vực bên trong. Sẽ được bố trí một bộ cổng bằng sắt rất chắc chắn và có một khoảng sân đậu xe gắn máy dài khoảng tầm 1,5m nha cả nhà. Dài khoảng tầm 1,5m có thể đậu được 4-5 cái xe máy ở đây. Và chúng ta sẽ được bố trí một bộ cửa chính của nhà mình bằng gỗ cam xe này, rất đẹp nha. Đấy, một căn nhà giá rất bền, chỉ có 5.450.000.000 thôi mà được góc hai mặt tiền, còn có diện tích ngang 4,5m nữa, rất tuyệt vời rồi. Ngang 4,5m, dài 13, đúc một trệt 3 lầu, có khu vực phòng khách này, có thể đậu xe hơi đây được, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng phía trước, phía sau. Được cột chỗ cửa bên hông rất thoáng luôn. Và đây là khu vực phòng khách, chúng ta có thể đậu xe hơi đây nha. Ngang 4,5m rất rộng nha cả nhà ơi. Đây, phía bên tường thì gia chủ sẽ vẽ cho một, làm cho chúng ta một bức tranh vẽ, tranh vẽ tường rất đẹp. Và trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao, đèn chùm, màu sắc cực kỳ lung linh. Đấy, trần thạch cao rất đẹp này, có ánh sáng đèn led bên phía bên bức tranh luôn. Bên này thì gia chủ có chỗ cửa sổ bên hông rất mát này, ngang tới 4,5m, cực rộng luôn và giá rất rẻ, hướng chính đông. Và cùng Hưng di chuyển vào sâu bên trong, chúng ta sẽ được bố trí một cái kệ tủ ở dưới chân cầu thang nha. Đấy, con gia chủ có đóng tủ ở dưới đây rồi và chúng ta để đồ ở dưới đây. Và đối diện với cầu thang sẽ là một bộ tủ rượu gỗ sồi, một bộ tủ rượu kẹp giữa hai cái cột này, rất đẹp. Và cầu thang nhà mình sẽ là tay vịn gỗ găm xe, kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương. Đấy, đây là khu vực không gian phòng bếp này. Đây, phòng bếp thì trần thạch cao có đèn, mấy cái đèn chiếu sáng và đèn ăn rất đẹp nha. Đây, cũng có cửa sổ bên hông luôn. Căn nhà phố, đây là cửa hậu nha, không phải cửa sổ đâu. Làm bằng, phòng bếp cao bằng phòng khách, được ốp gạch 80 và có đổ bê tông phía dưới rồi. Đây, một bộ tủ bếp cao cấp gỗ cam xe này, rất nhiều ngăn, có dán kính len tường, đá hoa cương phía dưới. Và có một nhà vệ sinh ở dưới chân cầu thang nha. Đây,
Nhà rất đẹp và thiết kế cực kỳ thoáng, mát luôn. Góc hai mặt tiền. Giá rẻ chỉ có 5 tỷ 450 triệu đồng thôi. Có cửa hậu này. Đấy. Hẻm bên hông 4m, hẻm trước nhà 6m. Hẻm một trục đường Phạm Văn Chiêu. Ngay chỗ công ty Mai Huế Phong luôn. Và mời cả nhà cùng theo chân nhà đất Bắc Hưng di chuyển lên khu vực lầu 1 nha. Hướng chính đông, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và hai phòng ngủ thì nhà mình dùng chung một toilet, toilet rộng. Đây là khu vực phòng ngủ phía trước, phòng này rộng hơn phòng phía sau một xíu. Phòng rất rộng nha, phòng cực kỳ vuông vắn này, vì nhà mình ngang tới 4,5m mà. Ốp gạch sàn màu trắng, gạch 60. Và tường sẽ được sơn màu trắng hết, có rèm cửa đầy đủ rồi. Trên thì gia chủ cũng đã làm trần thạch cao cho nhà mình, rất đẹp. Đèn ngủ, đèn là chiếu sáng đầy đủ luôn nha. Cửa vào là cửa có cam xe. Đây, phòng rất rộng nha, thoải mái, kê giường, kê tủ để bàn đọc sách rồi bàn trang điểm, thoải mái luôn. Có cửa sổ này. Phía trước là một khoảng ban công đúc 1m2. Cửa ra ban công toàn bộ là cửa nhôm xi pha. Đây, có đầy đủ. Đấy. Và gia chủ cũng làm rất cẩn thận nha cả nhà. Cửa sổ bên hông thì cũng đã làm song sắt bên trong rồi. Rất cẩn thận, cực kỳ thoáng. Ngang tới 4,5m. Có cửa sổ này nên không làm gì trời. Đây thì có một toilet chung này. Đây, toilet nhà mình này. Đầy đủ thiết bị bồn rửa tay, bồn cầu, gương soi, vách ngăn kính. Và toilet nhà mình có cái cửa sổ ra phía ngoài nha, để thoát mùi nha, rất hay luôn. Cực kỳ thoáng và thiết kế cực kỳ khoa học. Đây có vách ngăn, ốp vách kín tường. Cửa vào là cửa cắp xe hết. Phía sau này là một phòng ngủ số 2. Đây. Phòng này thì cũng rất rộng rãi, cực kỳ vuông vắn. Cũng có cửa sổ đầy đủ luôn. Đấy, phòng rất rộng nha cả nhà. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2. Thì trên này nó cũng giống vậy thôi. Trên này thì cũng làm như vậy. Chúng ta sẽ lướt sơ qua và tiến lên khu vực sân thượng luôn nha. Căn nhà giá rất mềm, có thể mua đầu tư được. 5 tỷ 450 chục mà có một con hẻm trước nhà 6m, một trục đường Phạm Văn Chiêu. Cách trục đường Phạm Văn Chiêu khoảng tầm 30m. Rất phù hợp cho nhà mình mua để ở và mở văn phòng công ty nha. Đây, phòng số 4. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực sân thượng, phòng giặt, phòng thờ. Đây, đây là khu vực phòng thờ này. Phía ngoài này là khu vực sân thượng phía trước nha. Đây, sân thượng trước của nhà mình. Cực rộng, thoải mái, nhà mình trồng rau, trồng cây. Ở đây, đã làm song sắt xung quanh hết rồi, rất kín. Và phía sau này là khu vực phòng giặt và sân phơi. Đây, phòng giặt nó nằm ở bên góc bên này. Sân phơi đồ phía sau. Đấy. Song sắt hết rồi, kín rồi. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý khách hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video để kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video lần sau. Xin chào.